Chào mừng các em đến với lớp học trực tuyến bộ môn Ngữ văn khối lớp 8. Hôm nay, thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về câu trần thuật. Trước khi tìm hiểu bài mới, chúng ta sẽ ôn lại kiến thức cũ về ba kiểu câu mình đã được học trong chương trình. Thầy có hệ thống lại bằng cái bảng tổng hợp, chúng ta có thể theo dõi. Các em cùng nhau mở sách giáo khoa ra trang 45 để cùng học với thầy. Lưu ý các em là chúng ta sẽ không ghi bảng khi mà chúng ta theo dõi video thầy đang giảng. Ở cuối cái video này thầy sẽ có một cái slide cuối là dừng lại để cho các em ghi bảng trong cái phần tổng hợp. Nên các em cứ việc dùng sách giáo khoa và chuẩn bị bút chì, đâu đó, thước đâu đó sẵn sàng và làm theo cái yêu cầu của thầy là được rồi. Chúng ta tìm hiểu, chúng ta quay trở lại với bài câu trần thuật. Đầu tiên mình sẽ cùng nhau tìm hiểu đặc điểm hình thức và chức năng của câu trần thuật. Chúng ta mở sách giáo khoa ra trang 45. Chúng ta tìm hiểu ví dụ. Ở đây thầy có gõ lại các ví dụ đó ở trên bảng để chúng ta dễ tìm hiểu. Bây giờ các em nhìn qua một lượt. Tất cả những câu văn có trong ví dụ ABCD đi. Bây giờ các em thử tìm giúp thầy coi, câu nào có đặc điểm hình thức của câu nghi vấn, hoặc câu khiến, hoặc câu cảm thán mà chúng ta đã được học trong chương trình. Chúng ta dễ nhận ra ngay câu "Ôi tàu khê". Câu này là câu gì các em? Nó thuộc kiểu cấu tạo của câu gì? Các bạn thấy có từ "ôi" là từ ngữ cầu khiến và câu này có kết thúc bằng dấu chấm, chấm than nữa, như vậy câu này được gọi là câu gì? Câu này được gọi là câu cảm thán phải không các em? À, như vậy các em bỏ loại câu này ra khỏi ví dụ D thì những câu còn lại các em thấy những câu còn lại nó có đặc điểm hình thức của câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán hay không? Không phải không các em? Nếu nó có đặc điểm hình thức của những câu đó thì nó thuộc những câu đó rồi. Như vậy nó là nó thuộc kiểu cấu tạo của câu gì? Trước khi chúng ta tìm hiểu nó là kiểu cấu tạo của câu gì thì chúng ta thử tìm hiểu xem những câu đó có chức năng gì cái đã. Chúng ta khảo sát từng ví dụ một. Đầu, đầu tiên là ví dụ A. Trong ví dụ A có tất cả là ba câu văn thầy tách riêng từng câu văn ra để chúng ta dễ theo dõi. Câu 1. Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của ta. Câu này được dùng để làm gì các em? A. À, dùng để trình bày. Câu 2. Chúng ta có quyền tự hào về những trang lịch sử vẻ vang thời đại bà Trưng, bà Triều, Trần Đạo, Lê Lợi, Quang Trung. Câu này được dùng để làm gì? Cũng dùng để trình bày. Còn câu 3. Chúng ta phải ghi nhớ những công lao của các vị anh hùng dân tộc vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng. Câu này không dùng để trình bày mà dùng để yêu cầu chúng ta phải biết ơn những vị anh hùng dân tộc. Chúng ta khảo tiếp ví dụ B. Ví dụ B có tất cả hai câu văn. Thốt nhiên một người nhà quê mình mẩy lắm láp quần áo ướt đầm tất tả chạy sông vào thở không ra lời. Câu này được dùng để làm gì? À để kể, phải không các em? À để kể, kể lại. Câu 2, bẩm quan lớn, đê vỡ mất rồi. Câu này được dùng để làm gì? À, dùng để thông báo. À, thông báo. Khảo sát ví dụ C. Cây tứ là một người đàn ông thấp và gầy, tuổi độ 45-50, mặt lão vuông nhưng hai má, hóp lại. Câu này được dùng để miêu tả Vẽ bên ngoài và khuôn mặt của cây tứ. Chúng ta khảo sát tiếp ví dụ D. Nếu chúng ta loại bỏ câu cảm thán ôi tàu khê ra thì câu ví dụ D còn lại hai câu văn. Nước tàu khê làm đá mòn đấy, câu này được dùng để nêu lên nhận định đánh giá của người viết. Câu thứ ba, nhưng dòng nước tàu khê không bao giờ cạn, chính là lòng trung thủy của ta. Câu này dùng để bộc lộ cảm xúc. Như vậy chúng ta có thể tổng kết lại cái câu mà chúng ta tìm hiểu từ nãy giờ trừ cái câu ôi tàu khê là câu cảm thán ra thì các bạn thấy về mặt hình thức các bạn thấy thứ nhất nó không có đặc điểm hình thức của câu nghi vấn câu cầu khiến hay câu cảm thán mà chúng ta đã học phải không các em à, và nó thường kết thúc bằng những dấu chấm hoặc là dấu chấm an hoặc dấu chấm chấm lẫn à, còn về chức năng thì các em thấy nó dùng để tổng hợp lại thì chưa thấy chức năng chính nó dùng để làm gì để kể nè để tả nè để thông báo nè nhưng ngoài những chức năng kể tả thông báo ra thì nó còn có thể dùng để được hỏi nè yêu cầu nè bộc lộ cảm xúc nè tức là cái gì nó thực hiện được những chức năng của những kiểu câu khác luôn. À, nó có thể thực hiện chức năng của nó nè, chức năng riêng của nó nè, ngoài ra nó còn thực hiện được chức năng của những kiểu câu khác, câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán luôn đó các em. Như vậy cái câu mà làm được tất cả những điều này ta gọi là câu trần thuật. Như vậy làm sao để tìm ra câu trần thuật ở trong một đoạn văn dễ lắm các em. À. Các em để ý nó không có đặc điểm hình thức của câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán đúng không? Như vậy mình bắt tay vô mình tìm câu gì trước? Mình tìm câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán trước. Những câu còn lại sau khi loại trừ câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán ra là câu trần thuật. Đúng không các em? Cho đến bây giờ à, là câu trần thuật. À như vậy bây giờ chúng ta đếm lại trong ví dụ A, ví dụ B, ví dụ C, ví dụ D xem kiểu câu nào trong bốn kiểu câu, câu trần thuật, câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán là những kiểu câu được dùng nhiều nhất. Ha, à, đương nhiên là câu trần thuật rồi, phải không các em? Như vậy câu trần thuật là kiểu câu được dùng phổ biến nhất, chúng ta nhớ điều đó. Chúng ta làm bài tập nhanh trước khi chúng ta qua phần luyện tập đó các em ha. Các em hãy cho biết chức năng của những câu trần thuật sau đây. Vui thì vui thật, nhưng tôi vẫn cứ buồn chồn không yên. Câu này được dùng để làm gì các em? À, để bộc lộ cảm xúc lo lắng, không yên lòng. Câu 2. Chị Lan kia rồi. Có trần thực này được dùng để thông báo về sự xuất hiện của nhân vật. Câu thứ ba Hoa cười loãng lẻn, đầu hơi nghiêng nghiêng trong thật hiền lành. Câu này được dùng để làm gì? À, miêu tả cử chỉ của nhân vật. Câu thứ tư Trúc không trả lời, chỉ mỉm cười, gật đầu. Câu này được dùng để kể. À, các em lưu ý ha. Bây giờ chúng ta qua phần luyện tập. Chúng ta cùng nhau mở sách giáo khoa ra trang 46-47 đi các em. Ta làm bài tập số 1. Bài tập số 1 yêu cầu chúng ta làm gì? Hãy xác định kiểu câu và chức năng của những câu sau đây. Có tất cả là hai ví dụ A và B. Ví dụ A và B. Bây giờ chúng thì tạm thời làm cái bảng này để các em dễ theo dõi hơn nè. Câu A có tất cả là 3 câu văn, câu B có tất cả là 4 câu văn. Chúng ta lần lượt xác định như sau. Câu đầu tiên, thế rồi dễ chất, tắt thở, Câu này là câu trần thuật bởi vì nó không có đặc điểm hình thức của câu nghi vấn, câu khiến cảm thán. Câu này được dùng để kể. Câu thứ hai, tôi thương lắm, đây cũng là câu trần thuật được dùng để bộc lộ cảm xúc thường tiết. Câu thứ ba, vừa thương vừa ăn năn tội mình cũng là câu trần thuật được dùng để bộc lộ cảm xúc thương và ân hận. Chúng ta sang ví dụ B có tất cả 4 câu văn, câu thứ nhất mã lương nhìn cây bút bằng vàng lấp lánh em sung sướng reo lên. Đây là câu trần thuật được dùng để kể và tả. Câu thứ hai cây bút đẹp quá, câu này là câu cảm thán bởi vì nó có từ quá, bởi vì nó có dấu chấm than. Nó mang đặc điểm hình thức của câu cảm thán ha các em ha. Và chức năng của câu cảm thán này dùng để bộc lộ cảm xúc vui mừng Câu thứ ba, cháu cảm ơn ông. Đây là câu trần thuật được dùng để biểu lộ tình cảm biết ơn. Câu thứ tư, cảm ơn ông. Đây cũng là câu trần thuật dùng để biểu lộ tình cảm biết ơn. Chúng ta sang bài tập số 2 trang 47. Bài tập số 2 yêu cầu chúng ta gì? Đọc câu thơ thứ hai trong phần dịch nghĩa bài thơ ngắm trăng của Hồ Chí Minh. Trước cảnh đẹp đêm nay biết làm thế nào? và câu thứ hai trong phần dịch thơ cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ cho nhận xét về kiểu câu và ý nghĩa của hai câu đó trước cảnh đẹp đêm nay biết làm thế nào các em thấy nó có hình thơ đặc điểm hình thức của câu gì câu nghi vấn đúng không nè nó có thế nào là từ nghi vấn nó có chấm hỏi nữa như vậy đây là câu nghi nghi vấn còn ở phần dịch thơ cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ Câu này có đặc điểm hình thức của câu nghi vấn, câu khiến, câu cảm thán không? Không, như vậy nó thuộc kiểu câu gì? Đó là câu trần thuật. Như vậy, ở phần dịch nghĩa, phần dịch thơ cả hai câu này nó khác nhau về cái gì các em? Nó khác nhau về kiểu câu, nhưng còn ý nghĩa thì sao? À nó khác nhau về kiểu câu nhưng nó đều thể hiện chung một ý nghĩa Đó là đêm trăng đêm nay đẹp quá Và chính vẻ đẹp đó của đêm trăng nó gây nên sự xúc động mãnh liệt Trong tâm hồn của nhà thơ Khiến cho nhà thơ không thể ngồi yên được Khiến cho nhà thơ không thể chịu đựng được Khiến cho nhà thơ muốn làm một điều gì đó Thúc giục nhà thơ muốn làm một điều gì đó Các em thấy Chúng ta bước sang bài tập số Câu số 3 Xác định ba câu sau đây thuộc kiểu câu nào và được sử dụng để làm gì. Hãy nhận xét sự khác biệt về ý nghĩa của những câu này. Câu A: Anh tắt thuốc lá đi. Đây là câu gì các em? Nó có đặc điểm hình thức của câu gì? Nó có từ đi kìa. Từ cầu khiến, nó có dấu chấm cảm kìa, chấm than kìa, đây là câu cầu khiến được dùng để ra lệnh. Anh có thể tắt thuốc lá được không? Thấy không? Được không kìa, có dấu chấm hỏi nữa kìa mang đặc điểm hình thức của câu gì Câu nghi vấn được dùng để làm gì đề nghị câu cuối cùng xin lỗi ở đây không được hút thuốc lá các bạn thấy à, câu này không có đặc điểm hình thức của câu nghi vấn Câu khí hay cảm thán gì cả như vậy đây là câu trần thật được dùng để làm gì để đề nghị như vậy chúng ta thấy cả ba câu à, đều mang cùng một ý nghĩa à, dù tuy rằng kiểu câu nó khác nhau nhưng nó nó cùng một cái ý cầu khiến cả nhưng mà các em thấy là mức độ cầu khiến của câu b và câu c nó nó nhẹ hơn nó nhã nhặn hơn lịch sự hơn câu a câu a cái ngữ điệu cầu khiến nó mạnh lắm nó mang ý ra lệnh nhiều hơn là đề nghị à, yêu cầu đó các em à đêm à, vậy để đảm bảo tính lịch sự à, để đảm bảo tính nhẹ nhàng nhã nhặn và đạt được mục đích giao tiếp thì chúng ta nên diễn đạt theo lối câu b và câu c à, để có được sự hợp tác từ phía người đối diện với mình chúng ta đi qua câu thứ tư bài thứ tư những câu sau đây có phải là câu trần thuật không những câu này dùng để làm gì câu a đêm nay đến phiên anh canh miếu, miếu thờ ngặt vì cất dở mẻ rượu Em chịu khó thay anh đến sáng thì về. Câu này có phải là câu trần thuật không em? Các em. Nó không có đặc điểm hình thức của câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán như vậy nó là câu trần thuật rồi, nó dùng để yêu cầu. Câu B. Tuy thế nó vẫn kịp thì thầm vào tai tôi, em muốn cả anh cùng đi nhận giải. Câu văn thứ nhất. Tuy thế nó vẫn kịp thì thầm vào tai tôi, không có đặc điểm hình thức của câu nghi vấn, cầu khiến hay cảm thán như vậy đây là câu trần thuật. Câu 2, em muốn cả anh cùng đi nhận giải. Câu này cũng không có đặc điểm hình thức của câu nghi vấn, câu cầu khiến cô cảm thán nó cũng là câu trần thuật luôn. Câu 1 dùng để kể, câu 2 dùng để yêu cầu. Nãy giờ cái phần trả lời chúng ta có thể ghi bằng bút chì vào trong sách giáo khoa thẳng vào sách giáo khoa của mình luôn nha các em. Câu thứ 5. Bài tập số 5. Đặt câu trần thuật dùng để hứa hẹn, xin lỗi, cảm ơn, chúc mừng, cam đoan dùng để hứa hẹn dùng để xin lỗi dùng để cảm ơn dùng để chúc mừng dùng để cam đoan các em có thể tự đặt cái câu của mình vào sách giáo khoa luôn cũng được chúng ta tận dụng những cái khoảng trống đó các em à, à như vậy là bài học chúng ta đến đây là hết à, sau đây là phần các em sẽ ghi vào trong tập của mình Chúng ta có thể dừng lại ở đây và chúng ta chép cái uh, phần ghi bản này vào trong tập. Trước khi kết thúc phần bài giảng hôm nay, thầy có cho các em một bài tập để về nhà làm nè. Các em hãy làm bài tập số 6 vào trong tập bài tập của mình, sau đó gửi bài tập về cho giáo viên dạy bộ môn đứng lớp của mình. Viết một đoạn văn đối thoại ngắn có sử dụng cả 4 kiểu câu đã học câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán, câu trần thuật, gạch chân và chú thích từng kiểu câu. Cảm ơn các em đã chịu khó theo dõi và chúc các em học thật tốt.